Con lạch bà con biết, con lạch hết phản bà con, con lạch là ăn nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nó làm cho người chúng ta mạnh khỏe. Con lạch giá cả cũng bình thường, ăn cũng được, nhưng không phải tốt là ai ăn cũng được đâu nha bà con. Những người không ăn được và những bệnh thế này không ăn được, ta ăn con lạch vào thì bệnh chúng ta nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Nhưng mà con vui lòng đừng ăn những người thế này và những bệnh thế này: gút, tiểu đường, tim mạch, dị ứng với da, vận động mạnh, trẻ em dưới 2 tuổi, người lớn trên 70 tuổi là không ăn, xương khớp mới mổ là không ăn. Bà con ơi, nó tốt như vậy nhưng những người đó vui lòng đừng ăn để sức khỏe mình nó tốt thêm. Còn ăn cá lạch, ngày ăn 2 lần, một tuần ăn bình thường như các loại cá khác ta hay ăn, vậy là nó rất tốt. Xà lách ăn chống viêm nhưng không ăn chung cùng với con lạch nha bà con. Đó, cho nên là giảm cân tốt, tốt cho giảm cân, tốt cho sức khỏe não, bộ, tim, tim cái mà tim mạch, tốt tốt cho tiểu đường, thị giác, giảm chứng mất ngủ, đẹp 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 da, đẹp tóc, tốt cho móng tay. Nhưng bà con nhớ là kênh chúng tôi, bà con ơi, thưa bà con là kênh chúng tôi có 4 video nói về đời sống sức khỏe. Ngày nào cũng có 4 video, bà con có thấy được, vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh nha bà con. Đăng ký thì 4 video chúng tôi một ngày nói về đời sống sức khỏe sớm đến với bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Bà con ơi, bà con biết rồi, con lạch á thì không ăn, không ăn được là người có bệnh gút, tiểu đường, tim mạch, dị ứng da, vận động mạnh là cũng không ăn. Trẻ em dưới 2 tuổi không ăn, người lớn trên 70 tuổi, 70 tuổi là không ăn nha bà con. Đó. Còn cá lạch á, con lạch này thì ngày ăn 2 lần, một tuần ăn bình thường như các loại khác nha bà con. Đó, 2 lần trong một tuần mà ăn bình thường như các loại cá khác, vậy là tốt nha bà con, tốt vô cùng. Đó, chống viêm, tốt cho giảm cân, tốt cho chống viêm, tốt cho giảm cân, sức khỏe não bộ, tim tốt, mạch tốt, tiểu đường tốt, thị giác giảm chứng mất ngủ, đẹp da, đẹp tóc, tốt cho móng. Bà con có thấy được 4 video chúng tôi hàng ngày lúc nào cũng nói về đời sống sức khỏe. Bà con vui lòng đăng ký để kênh chúng tôi 4 video này sớm đến với bà con, nhưng mà cũng như vậy là ủng hộ chúng tôi và bà con chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Bà con ơi, xin chào nào nào.